Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Đến nay nơi thâm sâu âm u, từng cơn gió lùa bên muôn cây reo vi vu, tựa như tiếng than van bao đau thương miên man suốt trong đêm trường 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 trường. Trên không gian mênh mang mây đen, tìm nhau kéo về âm 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 âm. Từng cơn bão bùng bao la vây quanh bên anh, nghĩa trang lạnh lùng 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 lùng. Cái nhà này cái ghê thiệt. Không khí đã ma quái, để nhạc còn quái ma. Cười mà còn có bị sặc nữa chứ. Pháp sư Trần Phiêu Diêu chuyên gọi hồn người chết và điều khiển âm binh. Đúng đây rồi. Ông hẹn mình 10 giờ sáng rồi mà sao không thấy ai hết trơn rồi. Alo. Alo. Ừ, tôi đây. Và chờ một tí nha, dạ, chờ dạ, một tí. Alo, bà chị đấy hả? Vâng, em đây, Phiêu Diêu đây. Vâng, em nghe bà chị sắp đi chợ, em tính gửi bà chị số là hôm nay có khách em không đi chợ được bà chị ạ. À. Vâng, thế hôm nay chị biết rồi, ôi rồi ăn thịt ăn mỡ nhiều lắm rồi. Giá là hôm nay ngày rằm, có gì chị mua hộ em hũ chào nhá. Vâng, dạ, em tính làm món vịt nấu chào. Vâng, cảm ơn bà chị nhá. Vâng, chào. Cái gì mà vào nhà na ầm ý nên thế hở? Dạ, chào thầy. À, thầy đây chắc là Pháp sư Trần Phiêu Diêu. Thế mà nhìn tướng thì không biết à? Nó mỏng thế này thì mới phiêu diêu khắp nơi được chứ. Dạ. Yeah. Chỉ cần gió thoáng một cái là từ đây đến San Francisco. Để phiêu diêu khắp nơi để cứu nhân độ thế mà. Dạ. Yeah. Thế đi đây có việc gì? Dạ, yeah, vậy mà còn con nghe tên thầy, con tưởng thầy sắp phiêu diêu miền cực lạc. Ôi, vả vào cái mồm anh này nói vớ vẩn. Dạ, yeah. Con nghe đồn là thầy gọi hồn người chết thì dương gian, có đúng không thầy? Khi anh đã nghe đồn, tức là đã có rồi người ta mới đồn, hiểu yeah. không? Chứ đâu có ai mà dư thừa, chả ai biết tôi là ai lại đồn làm gì. Yeah. Đây này, tôi nói cho anh nghe, cái chuyện đấy là chuyện của tôi. Yeah. Nghề đấy là nghề của tôi. Yeah. Tôi nói thật với anh người phàm mắt thịt, anh làm sao mà thấy được, chỉ có cao tay ấn như tôi thì tôi mới thấy. Đây, không phải là bình thường, cái nhà này bình thường như thế này, anh thấy lặng lẽ như thế mà ma nó đứng đầy xung quanh anh. Ghê quá vậy thầy. Thầy nói nghe ớn quá. Nhà thầy nhiều ma, hèn gì nãy con bước vô đó con nghe lạnh quá. Mày đứng ngay cái máy lạnh nó xỉa xuống mày thì không lạnh à? Ma thì ma chứ làm gì có chuyện mà lạnh vì ma. Gớm này. Nhưng mà tôi nói anh nghe, nhiều khi anh nhìn anh không biết đâu nhá. Mà đôi khi nó, đây tôi làm bạn với ma nhiều quá, gớm, ngày nào cũng gọi hồn nó lên. Thế bây giờ tôi nhìn anh, tôi tưởng anh chả biết anh là người hay ma. Thông cảm. Con là người, ma đâu có mập như con. Nói thiệt, con nghe nhiều người nói lắm rồi. À, thầy gọi hồn được người chết, cho nên bữa nay con không có tin. Bữa nay con tới kiếm thầy để coi có đúng không vậy mà. Không tin thì anh cũng phải tin thôi. Tôi nói thật với anh, nếu không có việc mà người chết trở về được, thì ông Quốc Dũng ông đã không viết bài Người Về Từ Lòng Đất. Rồi nếu không có hồn trở về được và mình đến mà mình không đi thì ông Trịnh Công Sơn ông đã không viết là Một Cõi Đi Về. Ê, thế anh biết cái Một Cõi Đi Về ấy là đi về đâu không? Dạ về đâu thầy? Ốt Hiêu. Nghĩa đi à chứ đâu. Đấy, có đi là phải có về, đi mà ở luôn thì ai mà nuôi cho nổi. Ấy thế phải có đi phải về. Dạ thầy, thầy còn sai được cả âm binh nữa phải không thầy? Ôi, cái đấy thì còn phải nói gớm. Âm là gì? Âm là dưới. Binh là gì? Binh là lính. Âm binh là lính dưới.
Thế mà lính dưới thì phải có người trên khiển nó thì nó mới làm được, đúng không? Yeah. Tôi là người trên của nó. Chính vì điều đấy tôi đã sai được nó. Anh biết không, cái dạo mà Mỹ đánh Iraq, yeah, CIA mời tôi. Trời ơi. Khiển âm binh. Tôi khiển bọn âm binh nhà tôi sai đi một đoàn. Nó vào đến tận dinh Saddam Hussein. Gớm anh biết, nó ngồi nó nghe hết tất cả về những cái mà chiến lược quân sự của Saddam Hussein. Trời ơi, nói vậy thì Mỹ có lợi quá phải không thầy? Lợi mẹ gì đâu. Ủa sao kỳ vậy? Mấy đứa nó đi về tay không hết. Ủa sao vậy? Trước khi đi nó có học tiếng Iraq đâu mà nó hiểu. Thế hôm nay anh đến đây, anh đến đây là anh nhờ tôi làm việc cho anh hay là anh điều tra tôi đấy? Dạ, con đâu có dám. Con tới đây là có chuyện quan trọng, nhờ thầy làm phước giúp giùm con. Việc gì? Dạ. Thế anh tên gì? Dạ, con tên Đức. Anh Đức mà hôm qua gọi điện cho tôi bảo là vợ đi câu ở Hồ Sang Phăng xong mất tích luôn không về vậy? Dạ, đúng rồi. Tội nghiệp vợ con lắm, tính nhờ thầy gọi hồn vợ con về. Thầy mà làm được á, cam đoan con sẽ hậu tạ thầy. Này tôi nói anh nghe, tôi mặc dù tôi nghèo thật, không có gì, thấy không? Không có gì, bình thường không có gì, không có ăn nó mới gầy thế này. Nhưng tôi đã làm phước thì không nói đến tiền. Lô mali, ok? Yeah. Lô mali. Đại khái là tôi giúp anh thôi. Còn đến cửa thánh mà anh đã nói như thế, anh là phạm thượng, hiểu không? Thôi cứ ngồi lên đây. Ngồi lên đây rồi bàn việc với tôi, rồi muốn gì tôi sẽ giúp cho. Dạ. Ừ. Trời ơi. Mang vớ vào, mang vớ vào. Sao vậy thầy? Cái này cũng 15 ngày chưa giặt phải không? Mang vào, cứ tự nhiên. Cơm đã mang đến đây thì còn việc gì phải tháo ra. Mang vào. Mất vệ sinh. Còn không có cố tình nói như vậy. Tại con không biết, cho nên con mới nói là thầy nghĩ vậy chứ con không phải là con không tin thầy. Đó. Súng rồi. Rất hồn quá thầy. Tại mình cũng làm thiện nhiều quá sợ nó bắn. Này, thế con là đứa nào đây? Thầy không nhớ con sao? Đứa nào nhỉ? Tuần trước mẹ con có đến đây. Thế mẹ con đến đây có dắt con đi không? Dạ không. Ủa? Con quên. Mẹ nó không đến đây không có dắt nó đi mà nó hỏi tôi nhớ nó không. Mẹ con có nhờ thầy gọi hồn bố con về để mẹ con gặp. Trời ơi, mẹ con mừng lắm. Để tỏ lòng biết ơn thầy, hôm nay sai con sang biếu thầy một chút quà. Thầy làm là thầy chỉ làm phước, mẹ mày quà cáp làm gì nhá? Đem quà cáp làm gì mà to thế hả con? Đâu có gì đâu thầy. Trong này chỉ có mỗi cái đồng hồ Rolex. Chỉ có 26.000 đô chứ mấy. Trời ơi, 26.000 đô mà nó không có gì. Chắc hàng này con tỷ phú hả thầy? Nói cho anh nghe, tỷ hay không thì không biết. Before đó thì tôi không biết, nhưng after I know. You know? Yes, I know. Dù biết như thế nào không, là tại thế này này. Mẹ nó đến đây nhờ gọi hồn bố nó về. Yeah. Ê, thế một tháng bà đến 4 lần. Yeah. Y như rằng 4 tuần bà trúng chút bờ nô tô. Đấy, tôi bây giờ lên tạm này. Thầy nói con nghe. Đối với thầy 26.000 đô na nó to thật. Nhưng thầy không lấy, đã làm phước là không lấy. Thôi con cứ mang về. Dạy việc, thầy không lấy đâu nhá.
thầy làm như thế là phụ lòng mẹ con ấy. Nhưng mà thôi, thầy không nhận thì để con mang về. Ô, lại. Lại đây. Thôi đưa đây. Gớm. Thôi thầy không lấy thì phụ lòng mẹ con với phụ công của con. Thôi gớm, thầy lấy cho mày vui đấy. Chứ bằng này chả ăn thua gì. Gấp bốn cái này gọi đưa tao không lấy tao con mày. Ngồi chơi nhá. Cả nhà ngồi chơi chờ thầy tí. Dạ. Thầy điện cho bà ấy dặn bà mua thêm đồ. Alo. Vâng chị đấy hả? Ừ. Vâng. À, đúng rồi. Vâng. Ê nhỏ. Trong nhà này vô ai cũng bay hết trơn. Không có đi. Nhỏ. Bộ có ông thầy ở đây giỏi lắm hả? Dạ cháu đâu có biết. Nhưng nghe mẹ cháu nói chưa gặp ai giỏi như thầy Phiêu Diêu. Nhờ thầy mà mẹ cháu nói chuyện được với bố cháu bên kia thế giới đấy. Ba mà chết lâu chưa? Chú có thấy siêu không? Là cái gì? Là giấy lau mặt đó. Chứ vậy? Mỗi lần nhắc tới bố cháu là cháu phải khóc thôi mà. Thế chứ đâu? Tao làm gì có? Con thầy có nè, xài đỡ đi. Đây. Nè, đừng nín đi. Ba mày chết lâu chưa? Dạ, chết hơn một năm rồi ạ. Chú thấy không? Khi răng sữa của cháu rụng xuống thì bố cháu cũng rụng theo luôn. Tội nghiệp quá vậy. Mà bắt. Thôi được rồi. Này. Nghe tao hỏi. Tại sao ba mày chết? Oan lắm chú ơi. Oan lắm chú ơi. Oan là oan sao? Bố cháu bị bắn chết oan nên mẹ cháu khóc ròng rã suốt mấy tháng trời. Quá. Nè. Mà tại sao ba mày bị bắn chết oan? Cướp ngân hàng. Hả? Mà ông yếu thiệt. Đơn giản chỉ có 4 phát đạn M79 thụng vào ông mà ông chịu không nổi. Trời ơi. Thế mới bảo là chết oan. Trời ơi. 4 phát M79 mà thụng cả dòng họ mày không chết là hơn đó. Cũng chỉ mà nó mình ông chịu không nổi. Thôi dẹp đi mày. Mà sao chú hỏi nhiều thế? Trời. Mệt quá. Thôi cháu về đây. Đâu vậy? Cửa vô đây mà. Con xin phép thầy con về nhé. Gửi lời cảm ơn mẹ con nha. Dạ. Thằng bé nó về rồi à? Dạ, nó về rồi thầy. Anh có đuổi nó không mà nó về thế? Dạ đâu có đuổi. Tự động nó về mà. Thầy ơi, gì? Con nói thầy nghe nha. Hồi nãy con vô là con giỡn chơi thôi chứ, với thầy thôi chứ thiệt ra là con tin thầy lắm. Thầy là một người rất là giỏi. Dạ. Tôi nói thật với anh nha. Dạ. Làm cái nghề này cũng vì căn mạng mà tôi mới làm thôi. Chứ khổ lắm anh ạ. Gớm mà hôm nay thế anh gọi vợ anh về có việc gì? Mà vợ anh như thế nào anh kể tôi nghe rồi tôi giúp cho. Trời ơi. Vợ con bị chết đuối. Mấy tháng này đêm nào nó cũng hiện về. Làm con ngủ không có được. Đây này. Nếu đã hiện về như thế tất nhiên bà phải có sự oan ức. Thôi bây giờ anh cứ kêu bà ấy về đi. Đôi khi bà còn thiếu nợ ai ở trên trần gian. Bà không muốn vướng víu bà nhờ anh trả hộ thì sao? Vậy thôi khỏi kêu bà về thầy. Anh sao mà chưa gì nghe tiền là anh đã chạy rồi. Đây này tôi nói cho anh nghe. Nghĩa tử là nghĩa tận nhá. Mình phải giả nợ cho người khuất đi. Đấy, thì người ta mới phù hộ lại cho mình. Tôi nói với anh rồi. Đây này, hôm trước có bà kia bà đến bà nhờ tôi. Dạ. Gọi hồn lên chồng bà về. Gớm bà thương chồng bà kinh khủng. Bà đến lo đến độ này cơ anh ạ. À. Bà hỏi anh ơi, thế anh chết rồi anh ở đấy, anh ở đâu mà có sung sướng như là ở với em không?
ông chồng ông cũng nói, ông bảo là anh ở bây giờ là sướng hơn ngày xưa ở với em nhiều. Thế bà mừng lắm, bà nói ôi rồi con lạy trời lạy Phật, đã cho chồng con lên đến được Tây Phương Cực Lạc rồi, thành thử mới chồng con mới sướng. Ông nói không, ông còn dưới âm phủ cơ. Trời ơi, ở dưới âm phủ mà nói còn sướng hơn ở với vợ hả? Bà này không thua gì vợ con nha thầy. Thôi đây này, ấy chờ tôi tí. Dạ. Thế bây giờ thì, lấy hộ cho thầy cái đĩa kia với. Dạ dạ. Rồi để đây, để đây. Bây giờ thầy làm cho anh. Dạ. Bây giờ anh deposit 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây 9 cái này là đốt về thiên đình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái này là đốt về âm phủ. Một cái này là tôi đốt ở đây để gọi hồn vợ anh về. Tổng cộng là 270 đô. Kể cả tiền deposit. Trời ơi thầy ơi, gọi hồn sao hao dữ vậy? Tôi tính cái này có 10 đồng một tờ thế mày. Đâu có cần đốt nhiều vậy thầy. Anh này buồn cười nhỉ. Thế anh sang Úc anh có xin visa không? Dạ có. Đấy, anh xin visa thì đây tôi cũng xin visa cho vợ anh đấy. Mà gớm, cái này có phải visa thường đâu, cái này là visa express. Gọi là nó phải về ngay là express, hiểu không? Anh thử ra mới đưa cái visa này. Mà bây giờ tôi cũng không biết vợ anh là đang trên hay là ở dưới. Thành thử ra tôi cũng vừa gửi lên trên mà tôi vừa gửi xuống dưới. Đụng đâu thì nó về đấy, hiểu không? Không biết chắc chắn là vợ con ở trên không ở dưới đâu. Đôi khi nó ở dưới thì sao? Không có đâu. Tại vì lúc còn sống á, bà giúp biết bao nhiêu người lâm vào bước đường cùng. Thế vợ anh cũng làm từ thiện, thế ngày xưa bà làm gì? Dạ, mở tiệm cầm đồ. Bây giờ tôi nghĩ bà nằm còn dưới hơn cái chữ dưới. Thôi bây giờ bỏ vào đi, rồi tôi thầy làm phép cho. Dạ, con để 300 cho thầy. Có tiền bo nữa hả? Dạ. 30 đấy xem như tiếp nha. Dạ, dạ, dạ. Never gì thơm. Dạ. Đây, bây giờ ghi tên tuổi vợ anh vào đây. Tôi thắp nhang rồi tôi làm pháp sự đây. Ghi rõ ràng nhá, tên tuổi nhá. Hôm trước có bà kia, bà đến, bà kêu ông kia, ông đến, ông nhờ gọi hồn bà vợ về, ông ghi làm sao tôi đọc hồi bà mẹ vợ ông về luôn. Ghi nó tên gì? Dạ. Dạ, vợ con tên là Vương Ngọc Tị. Ừ, thế ghi tuổi bao nhiêu? Dạ, sinh 1969. Ừ, thế ghi số nhà địa chỉ vào đấy nha. Dạ, con ghi rồi thầy. Ừ, rồi thầy làm pháp sự rồi tôi kêu cho. Dạ. Không ai mà kêu được như tôi đâu. Tôi bảo với anh rồi, tôi mà đã làm thì chắc ăn 100% là bà ấy phải về thôi nhá. Dạ. Con có bỏ vô cái bao này không thầy? Ờ, bỏ vào bao đấy cho thầy đi. Dạ. Mày chỉnh thử xem là nó có chưa ngay thẳng chưa? Dạ ngay lắm rồi. Nó méo méo tí người dưới âm phủ không về. Dạ vâng. Thế chờ tôi tí. Dạ. Đây anh thắp cây nhang đi. Dạ. Đây rồi tôi đưa cho anh. Gớm, tôi nói anh nghe nè, khối người đến đây nhờ mà phải duyên phải số thì tôi mới gọi. Gớm 300 mà nói nãy giờ tí uống thuốc hết 700 rồi. Giờ con khấn hả thầy? Ừ, khấn đi xong rồi thầy đọc, thầy tuyên sớ cho. Em ơi, sông khôn thác thiên về đây phù hộ cho anh trúng lô tô. Thằng nào cũng thế, chả bao giờ gọi vợ về mà hôn một cái, lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Thôi đứng đấy, thành tâm vào. Dạ. Ôi, trời ơi, trời ơi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau. Bối cài quá thầy. Bối nó cài.
đẹp mắt quá. Hay quá. Dạ. Tiếp tiếp thầy, tiếp thầy. Trông về nghĩa địa ruột đau. Thầy. Ủa thầy người ta bao tử thầy hay sao? Vô duyên thế. Ta đang tấn mà. Đây bị keo nó về mày cũng phải đau đến độ nào nó mới thấy thương tâm nó mới về chứ. Để ta làm. Trong về nghĩa địa mà ruột đau chín chiều. Đọc tí nữa ta đuối luôn. Đây ngồi thành tâm vào tôi đọc sớ đây. Dạ. Đọc sớ tôi gọi hồn nó mới về đúng không? Dạ. Gớm thầy làm này chỉ là đủ tiền nhang khói thôi anh ạ. Thế nãy giờ thắp bao nhiêu nhang? Đèn chưa thắp tại phí quá. Giờ tôi đọc nhá. Gia chủ Vương Ngọc Tị trên trên này in tu in nít. Cái gì thầy? Là dịch sang tiếng Anh. Or translate. Bây giờ vợ anh đang ở Mỹ mà. Đã ở Mỹ thì mình phải viết sớ bằng tiếng Anh. Dạ con hiểu rồi. Quốc tịch Mỹ là chết là phải đổi sang tiếng Mỹ. Không cứ gì quốc tịch Mỹ, nắm cái thẻ xanh là phải viết bằng tiếng Anh rồi. Dạ. Gia chủ Vương Ngọc Tị trên trên ai in tu in ít nạch kinh bơ xỉ nách. Thầy, vợ con nó phải tên vậy. Đọc sớ đọc đúng cái tên vợ nó mặt nó cứ đần thối là đúng tên rồi. Đúng đúng. Vương là gì? Vương là vua. Vua là phải là king không? Ngọc là cái gì? Pơ là ngọc cái này. Xì nách là rắn, rắn là tị đây. Tao dịch không sát một chữ nào à? Thế thả lên tao mới đọc kinh pơ xì nách. Gớm. Nghe đây này. Kinh pơ xì nách hành canh sinh ư kỷ dậu niên lạch Year of the Chicken. Ba tuổi. Xăm chín. Hành canh tam thập thất tê tơ đi sẽ vẫn nhiều. Trình quán củ chi Việt Nam. Bon the Gucci Việt Nam. Mày đọc không có dấu nguy hiểm thầy. Gia số 2358 Center Lộ. Center Lộ, Lộ là đường đấy hiểu không? San Jose thành phố Cali tiểu bang 95112 Hiệp Trung Quốc Huệ Kỳ Ad Rep 235 Center Road San Jose City California 95112 Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ American United of American. Gớm mày thông cảm ra mới qua có mấy năm đọc không vậy. Die in the water. Nó chết biển, nó chết ở đâu? Hồ. Die in the water of the lake. Please give
skip my dear, come back to me and tell me something happened. Why you die? And tell me where are you now? I tell your husband hốt xác để mà chôn. Có lẽ quá vậy thầy. Cái là mày. Sao nó lẫn lộn tùm lum vậy thầy? Tiền chưa. Tao không biết cái chữ hốt xác là gì, tao đọc mẹ nó tiếng Việt. Đọc cái này xong tao đuối luôn. Tao đuối còn hơn con vợ mày lúc chết. Thôi để đây. Tao ngồi tao kêu nó về. Dẹp dẹp mấy cái này cho thầy ngồi xem nó nói gì. Thầy. Rồi nó nói rồi. Nó nói gì thầy? Nó nói mình thầy nghe thôi, mày không cần nghe. Giờ tao mới giải thích chứ, nhiều khi tao giải thích đúng tiền tiếp nó có tí. Chứ để nó nói thẳng với mày làm gì có tiền tiếp. Ôi sao nó thầy? Nói rồi. Đây này. Nó nói là nó nhớ mày lắm. Trời ơi, hết rồi. Mà gớm sao mày cúng gì mà mày cúng lắm thế? Nó mới chết một tháng mà nó lên 20 pound rồi. Ngày nào mà em cúng vịt quay, heo quay cho nó ở Monetezone. Nó nói không cần phải thế. Rồi câu thứ hai, nó nói là con lấy vợ thì lấy vợ ở Mỹ, không được về Việt Nam lấy vợ nhí. Kỳ vậy thầy? Cũng lấy ai lấy chứ? Ai biết nó nói mà. Tao chen chỉ này thôi. I don't know what her mean. Con không cần biết cái chuyện đó. Cái điều quan trọng là con cần biết xác nó đang ở đâu để con đem về funeral home. Xác thì không cần phải hỏi. Tao không nghe nó nói gì về vấn đề xác. Nhưng xác không cần phải hỏi. Thầy gieo một quẻ thì thầy biết nó ở đâu. Việc gì mày phải khổ thế? Nãy giờ mày hỏi xác mày đâu tốn mẹ nó 300. Tao không. Chỉ có hỏi đây này. Tao gieo quẻ là tao biết. Thiên linh linh, địa linh linh, cái vườn cái thành. Josh, vợ anh chết đuối phải không? Dạ đúng. Gớm quẻ linh thế, tôi gieo một phát một nó lên bốn chữ đa thủy tắc trầm, chắc chắn vợ anh chết phải nằm dưới nước. Chứ túi không lẽ nằm trên bờ? Trên bờ thế mới bảo quẻ linh. Chết đuối mà nằm trên bờ thì hư mẹ cái quẻ rồi. Thầy thầy chờ con chút. Con có điện thoại. Ừ, cứ việc tự nhiên. Alo. À, Đức đây. À, sao? Thế hả? Ở đâu? Sacramento hả? Có chắc không? Đúng rồi, vợ tôi đi câu rồi bị mất tích đó. Có thiệt không? Thiệt hả? Thôi được rồi, tôi tới liền nha, bye. Tìm thấy xác rồi phải không? Thấy chưa, khỏe linh không, gớm thế mà không ai không tin tôi rồi là không được rồi, thấy không? Đúng, tôi bảo đúng là phải đúng thôi. Tìm thấy xác mẹ gì? Hả? Nó bỏ tôi đi sống với thằng bạn thân ở Sacramento rồi. Còn sống nhăn mà đi gọi hồn. Nhưng mà anh phải phải thông biết là bây giờ anh tìm vợ anh là được rồi. Gì? Tôi á là muốn tìm biết xác ở đâu hả, mới nhờ ông tới gọi hồn về để mà còn biết chỗ nào để báo cảnh sát. Cứ ổ tầm bậy tầm bạ không à. Thế anh muốn vợ anh chết lắm à? Gớm anh. Chứ còn gì nữa? Làm mừng hụt mấy tháng nay à. Bắt mẹ nó tiền bảo hiểm nhân thọ rồi. Dẹp nghề đi cha. Bực mình. Sao tự dưng bảo tao dẹp nghề? Bây giờ tao dẹp nghề tao lấy gì tao sống đây? Hả? Mày là cái gì mày bảo tao dẹp nghề? Sợ, xin lỗi mày, ít nhất cũng lừa mày được 300. Ủa? Lấy mẹ luôn 300.
Trời ơi, sao hôm nay tổ chát thế hả trời ơi? Mà Thảo nào cái này nó có điểm, nó cứ chạy lên chạy xuống mãi đi. Gấp gọi hồn người nào không gọi, gọi ngay đúng hồn người còn sống. Tèo ơi, mang cho bố cốc nước. Dạ. Mệt bở cả hơi tai. Mày ở trong nhà mày cứ chạy mãi cái này, hôm mày đâm đầu vào trong tường mày chết nha. Làm ăn đã không được rồi không có tiền đâu mà lo cho mày. Đưa nước đây. Thằng này nó cứ xem cartoon mãi, bây giờ mày cứ như cartoon ấy. Sửa tướng lại. Mày ngồi xuống đây không? Tán một phát là chết bây giờ. Này bảo này. Bố. Gì? Ông ấy đang nhờ bố gọi hồn. Sao ông ấy bỏ đi vậy bố? Xui quẩy. Hôm nay bố mày gọi nghe hồn người còn sống. Nó về rồi, may mà nó không tán cho bố mày không còn cái răng nào, chứ đừng nói mày còn được vài cái. Lâu lâu xui một lần mà. Đừng có lo. Sao đông qua gì? Ông tát cho mày không còn một cái răng sữa nào, bây giờ mày còn nhái tao mày đông qua gì à? Bố mày không biết tiếng Anh thì bố mày đọc đông qua gì kệ tao. Con người có số đấy. Số cái gì? Sắp chết tới nơi rồi, số gì? Giày dép còn có số cơ mà. Ai chả biết giày dép có số. Đây này nhé. Cũng là đôi giày số 47. Mà lọt vào chân của bố đó thì toàn đi cắt cỏ thôi. Mà lọt vào chân tài tử điện ảnh Tom Cruise thì toàn đi chân thảm đỏ. Thấy chứ, việc gì phải lo. Ừ nhỉ, thằng này nó bé bé mà sao nó thông minh vậy? Thông minh à, đúng rồi, nhưng mà bây giờ bố nói con nghe. Gớm lúc nãy gặp cái thằng nó hiền. Chứ nếu hôm khác gặp tình trạng này mà gặp thằng nào nó dữ dữ nhá, nó báo cảnh sát thì túm hết hai bố con mình vào trong treo. Lúc đây là chết, và bây giờ nếu mà làm thế này thì tiền đâu nữa mà sống hả con? Bố yên tâm đi. Luật sư này, bác sĩ này còn có khi bị rút bằng hành nghề vì làm bậy. Bố làm bậy đâu có sao. Cái nghề gọi hồn này thì làm gì có bằng để mà rút. Con của tôi, không nhẽ tao gọi mày thần đồng. Thôi hạ xuống hai bậc còn chỉ thôi con nhé. Bố sợ mày lên mặt lắm. Nhưng mà con thông minh quá, con thông minh lắm, con có biết không? Trời ơi, cha nào con ấy. Bố, bố. Gì? Cho con hỏi. Cứ tự nhiên. Bố có gọi được hồn người chết thật không bố? Mày nhìn cái mặt tao có như chét xi măng không? Nó đơ rồi đấy. Gớm sao tao mới khen mày thông minh, sao bây giờ mày ngu đột xuất hả? Bố mày đã gọi được hồn người chết thì tao đã gọi hồn mẹ mày về tao mắng cho một trận rồi. Đi vào dọn cơm ăn. Vô đây, vô đây. Theo anh. Để anh chỉ cho em. Đây nè, là cái ghế mà mỗi lần ngày xưa anh nhớ em đó. Anh ngồi đây, anh nhắc lại ôn lại những kỷ niệm đẹp của thơ mộng của anh. Ủa, con bắt rồi. Trời ơi, mới qua Mỹ có mấy ngày mà đi đâu cũng không đi, sát mình trên lạc hoài. Em ơi, bé bỏng ơi. Anh ơi, giúp em với. Cái gì? Anh giúp em với. Sao vậy? Chuyện anh... gì? Anh giúp em bịt mấy cái ống nước bị vỡ rồi. Trời ơi, ống nước nhà bị vỡ hả? Không, ống nước công viên. Ống nước công viên nó vỡ lung tung cả lên. Em bịt hết ống này, nó lại thò lên ống khác. Bịt hết ống này, nó lại thò lên ống khác. Em bịt mới được 20 mấy ống thôi. Còn bây giờ nó thò lên khắp nơi rồi. Trời ơi, cái đó là cái tưới nước tự động của người ta ông ơi. Khổ quá. Trời ơi, bịt bao nhiêu cái ống rồi? Em bịt được 20 ống rồi đấy. Trời ơi,
Thôi anh thủ tiêu đi. Thôi. Nếu mà người ta thấy người ta bắt em chết. Trời ơi. Thôi thế em thấy nước nó xịt nó văng tung tóe, em tưởng lâu là vỡ ống nước. Đúng. Ngồi xuống. Công nhận ơi. Nước Mỹ này cái gì cũng lạ với em anh ấy. Ừ. Anh nói cho em nghe, em mới qua đây á, em muốn học chuyện phải từ từ, nghe không? Anh. Ừ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh nhá. Được. Em thấy Mỹ nói tiếng Anh ào ào em thích lắm cơ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh để em nói chuyện với người Việt. Mình chơi như thế nó mới sốc. Sốc quá rồi đó. Không, tại vì em ấy, em nói là nhiều khi em nói chuyện mà em nói tiếng Việt mà Mỹ nó không hiểu. Ủa sao vậy? Hôm đấy em đi từ phi trường Los Angeles em sang Houston này này. À. Xong em vào em đưa cái vé cho nó. Xong mà em thấy một cái điều vô cùng vô lý là mình đã đưa cái vé như thế thì nó nhìn thấy mặt mình, đáng lý nó phải cho mình đi chứ. Đúng. Xong nó bảo, ai đi? Xong em bảo là em đi. Nó cứ nhìn em này, nó cứ trợn mắt nó nhìn em này. Nó cứ bảo là ai đi, xong bảo ô tôi đi. Xong rồi em nó cứ bảo là no, ai đi, xong rồi tao đi. Em điên dần lên anh hiểu không? Em điên dần lên xong em lấy tiếng Việt ra, em dồn hết sức bình sinh, em chửi thẳng vào mặt nó. Thế tao không đi, tao vác xác ra đây làm gì? Ấy xong nó lại nghe nó không biết gì, xong nó lại rước một cái anh Việt Nam đến đưa cái passport em lên, thế là nó cho em đi. Trời ơi. Em ơi. Thế mình đi mà nó chả hiểu là ai đi. Em nói vậy là em hiểu lầm người ta rồi. Sao? Ai đi là bên này là cái thẻ có cái hình, là cái như là cái căn cước mình hồi xưa đó. Chứ đâu phải nó hỏi là em đi hay là ai đi. Ôi chết mẹ, thế là em nhầm nữa à? Thế hôm nào anh mua cái vé máy bay cho em sang đấy xin lỗi nó nhá. Mình làm có lỗi là mình phải xin lỗi. Đấy. Ủa biết ổng đâu rồi mà xin lỗi. Ủa thế à? Thế không biết thôi. Em không đặt quá. Cái vé. Nè. Vâng. Nè, anh nghe nói là trước khi qua đây á, em có học tiếng Anh phải không? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ anh dặn em là phải học tiếng Anh. Thế là em phải tự động em học. Ừ. Bây giờ đó, kể cho anh nghe coi vài chữ coi có rành không? Ồ, dễ như không ấy mà. Ngày xưa anh nhớ không? Ở Việt Nam là em làm gì? Em là, nói chung là em đầu bếp chuyên môn nấu bún riêu. Đúng. Đấy. Thế là em học, anh bảo em á, học trước tiên là học cái gì? Học hello, goodbye, rồi học thứ ngày tháng. Đúng, đúng. Đấy. Thế là em mang hết cả đồ dùng ở trong bếp ra em học. 2 ngày thôi em học thuộc hết, không thiếu một chữ nào về thứ ngày tháng. Ủa? Sao hay vậy? Nhớ nhanh kinh khủng nhá. Sao vậy? Đấy là ý của em đấy. Sao? Đây này, ví dụ như thứ hai, em khó nhớ quá, không nhớ là cái gì. Xong em vác cái mâm ra, đây mâm đây là thứ hai. Đúng không? Mâm đấy. À. Thế xong em vác hũ tiêu ra, em bảo tiêu đây là thứ mấy? Thứ ba. Đấy, thứ ba. Đấy, rồi thứ tư đấy là dọn dẹp đấy, là West Day. West Day. Đấy, thứ sáu là cái gì? Thứ sáu là mang nguyên cái dao phay ra, phay đây là thứ sáu. Thứ bảy là phải rượu rắn. Sao vậy? Xà tiểu đây. Xà tiểu là rượu rắn đấy. À. Còn chủ nhật là sướng đây. Nghe thấy cười rồi đúng. Không, nghe thì rất là buồn cười. À. Nhưng mà rất là có lý. Đúng. Cứ em khuyên các chị nào ấy, cứ thứ bảy cho chồng uống xà tiểu đây là chủ nhật là sướng đây ngay. Em giỏi quá. Em nhá, em sang đây á cũng một lô tiếng Anh đấy. Nhưng mà có nhiều chữ em vất vả vẫn không hiểu. Em chưa hiểu phải không? Nó ngược hết với Việt Nam anh ạ. Ừ. Ví dụ. Đấy, ví dụ như là em là đầu bếp chính của cái gánh bún riêu của em. Đúng. Ví dụ Việt Nam là đầu bếp là nấu ăn. Còn bên này đầu bếp lại là sếp cức. Hả? Cái gì? Trời ơi, không phải gì đâu em ơi. Chip cook. Cái gì? Chip cook. Ồ, chip cook à? Ờ. Sao hôm đấy cái chị kia, chị ở Mỹ mười mấy năm trời, xong rồi về chị em hỏi chị ơi chị làm gì thế? Xong bà làm sếp cức. Em tưởng bà làm, em tưởng bà ấy làm trong công ty phân bón. Chắc cái bà đó cái miệng bà làm sao á. Em có biết đâu. Ờ. Em đừng có nghe mấy người nói nghe không? Vâng. Nè, anh nói em nghe, bên Mỹ nè, chỗ nào mà vui á thì người ta kêu là fun. Ồ, thế bên Pháp vui hơn. Sao bên Pháp vui hơn? Bên Pháp đi đâu cũng thấy fun.
thầy đường ấy. Không phải, phân đây là phân đi đó, phân là vui đó. Thở chứ không phải cái đó em ơi. Cho em cứ kìa loang thoáng. Ai biết đâu em thì dân nhà quê nghe phân phân, em tưởng đâu toàn thứ bón ruộng. Nè, anh nói cho em nghe. Dạ. Qua đây rồi đó ha. Anh đề nghị em nè, đừng có bận đồ bà ba với lại quần đen đi ngoài đường, nó kỳ lắm. Ô, anh buồn cười nhỉ. Đây là xứ tự do mà, mình muốn bận gì mình bận chứ, có việc phiền gì đến ai đâu nè. Miễn ra mình thấy thoải mái là được rồi. Thì anh biết rồi, nhưng mà cho nó hạp chứ cái bên này. Nghe không? Tướng em đó, anh nói em nghe nè. Đứng 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 dậy coi coi. Đó, tướng em là dông dỏng cao như nè, chân dài tới nách nè. Trời ơi, bận váy là số 1. Bận cái gì? Váy, váy đầm ấy. Anh ơi, em bận váy bao nhiêu người đây ói ai hốt. Lồi ói. Anh một cười chân dài đến lách nhưng cũng tùy chân. Gấm chân người ta phẳng phiu, chân người ta trơn lu. Còn chân em độc hoa không thế này. Gấm nào kiến cắn này, nào muỗi cắn này, làm ruộng này, phèn nó đóng này. Gấm bận áo đầm vào tổ tủi hổ cái áo đầm. Không, em biết lượng sức mình. Nè, anh cho tiền đi lột da. Ô, tự dưng đang ở Việt Nam làm người sang đây làm ếch à? Tự dưng lại đi lột da làm gì? Đâu phải lột da ếch. Trời ơi, lột da cái lớp da ngoài thôi cho nó đẹp. Thôi, tôi không lột đâu. Người tôi sống nhờ da, tôi lột hết da, tôi sống bằng cái gì? Chả còn tí thịt nào phổ tích cái xương cả. Thôi được rồi, tôi tùy em. Nhưng mà, để coi. Trời đất ơi, em rất là đẹp. Nhưng mà có cái bờ môi là chưa có đủ sexy. Anh cho tiền đi bơm môi. Thôi em sợ lắm. Sao vậy? Thôi em thấy cái tai nạn bơm ấy rồi. Bơm môi là mắc mớ gì tai nạn? Đây Việt Nam thì ham to đấy. Ai? Việt Nam ham to. Rất nhiều bà bơm xong còn xin tí. Xin tí. Hôm đấy em chứng kiến ngay tại chợ Sài Gòn. Ngay hàng cá luôn. Bà kia mới vừa vào bơm cái môi đến đây này. Môi trẻ đến đây này. Xong vừa bước vào hàng cá hỏi bao nhiêu kilo, con mẹ bán cá vỗ cho một cái bóp. Xong bà đứng bà hỏi, ô con này sao tự dưng tao mua cá xong mày đánh tao. Nó cá người ta tươi thế kia, sáng sớm bà trẻ môi thế này chó mùa. Trời đất ơi, cái đó là tai nạn mà, nó không có xảy ra thông thường. Thôi em sợ lắm, gớm khổ. Em nhớ là em cứ thêm tí, sau này hôm nào nó vỗ cho em nó đến bể mồm thôi mệt rồi. Em giữ cái mồm như thế này, mồm em như đống thịt bò thế này, anh chưa vừa lòng à? Thôi được rồi, tùy em. Vâng. Nhưng mà anh nói em nghe, kể từ ngày hôm nay. Vâng. Em qua tới đây rồi. Vâng. Thì em để cho anh lo cho em ha. Em không cần phải làm cái gì đụng tới móng tay em hết trơn. Không, móng tay em cắt hết rồi, cho em làm đi. Em ở nhà em buồn lắm. Anh ơi, anh phải cho em đi học này, anh phải cho em học lái xe, em phải cho anh học tiếng Anh, anh phải cho em học cái nghề gì đấy để em làm, em giúp đỡ anh. Em không phải làm gì hết trơn ha. Mọi chuyện để anh lo, nghe không? Anh làm á không đủ á, anh làm thêm mấy job cũng được. Em chỉ việc hưởng thụ, em ăn rồi nằm một chỗ cho anh. Ô, đang tự dưng đang người bình thường đi đứng đàng hoàng xong từ Việt Nam sang đây liệt à? Trời, không phải liệt, ý nó là em nằm ở nhà hưởng thụ thôi, không phải làm gì hết. Em thì em thích đi làm, em ở nhà em buồn lắm. Nè, em cần gì? Em muốn đi shopping cái gì? Mua sắm cái gì? Em muốn đi mua bất cứ gì? Anh đưa tiền cho em nha. Nè, nếu mà em buồn, anh cho em đi học nghề đầm luôn. Được không? Ôi chết, từ xưa giờ cứ trên bờ dưới ruộng nhảy, xuống ruộng nhảy lên bờ. Bây giờ học nhẹ đầm học thế chó nào được rồi ơi. Học cho nó đỡ buồn thể thao đó em. Thôi anh thích thì em chiều anh. Rồi, đi nha. Khó, tôi về nấu cơm ăn đi. Thôi bây giờ tối rồi, về. Anh, đem mấy cái bọc ni lông này cất đi. À. Xong ra gỡ hộ em mấy cái ống nước đang em đang cột lại rồi, hết rồi. Rồi, đi. Nó thịt nước hết rồi anh ạ. Rồi. Nhanh đi nhá. Ừ. Tôi đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài, ngồi đợi chờ em trong phòng vắng, buồn thì cười vui khóc như điên, biết bây giờ đang rước ưu phiền. Tôi đã lầm to, tôi đã lầm, tôi biết tôi lầm,
Lầm thì lầm, tôi đã lầm quá. Lầm thì lầm, tôi đã lầm to. Tôi đã lầm, lầm to. Ngày em đi vào phố, rồi đêm đi nhảy đầm. Ngày đi vinh sập sáng, lúc vào shop bình mò. Để nhà như cái nhà kho, hơn tôi như là trâu bò. Rồi em mua, rồi em sắm, là đô la, là nước mắt, là công tôi miệt mài. Cài đêm ôi cài ngày, để em có tiền sai quá. Tôi đã lầm theo anh sang đây. Nằm chờ chồng như con mèo đói, chồng làm về ngủ ngáy ô, muốn yêu chồng nó lại không cho. Em nói là sao? Em nói là em muốn yêu tôi mà tôi không cho. Chính xác như thế. Tôi đi làm 2-3 job tôi mệt tôi phải ngủ chứ, thấy không? Ngủ ngáy là chuyện bình thường. Ồ, có gì đâu mà em cầm lên. Nhưng mà ông không ngáy bình thường như người khác. Tôi ngáy sao? Nếu ông ngáy đều đặn thì tôi còn ngủ được. Thân xác tôi ngày càng còm cõi đi là tại vì ông. Gớm khổ bao nhiêu năm tháng để ở một năm trời để ăn bơ ăn sữa mà thịt không có toàn da với xương. Tại vì sao ông ngáy kinh khủng như người ta đâu. Ông ngáy mà đều đặn thì tôi còn ngủ được. Lâu lâu ông cứ bố thằng nào ngủ cho được. Thì tôi đi làm bả tôi mới ngáy như vậy. Ai bảo ông đi làm? Đấy, đấy. Bây giờ còn than thở mang tôi đây sang khổ à? Gớm. Khổ sao không lê tự viết bài mà hát. Còn lấy cả nhạc ông Lam Phương chế lời lại. Tôi hận quá tôi phải làm chứ sao. Mới viết chưa có thụ kịp rồi. Mà tôi hỏi bà, bà ăn mặc cái gì? Đêm khuya bà đi đâu vậy? Nhảy đầm. Hả? Tôi đi nhảy đầm. Bà đi nhảy ngày đầm. Ngày xưa ông bảo tôi phải đi học nhảy đầm. Tốn 700 ngay ngày đầu tiên ông không chịu. Đến giờ tôi phải cố gắng lắm tôi mới nhảy được đầm đấy. Đấy, ông có nhớ cái 700 đấy không? 700 gì? Gớm khổ, ngày xưa tôi có mang được guốc cao gót đâu. Ngày xưa toàn chỉ guốc mộc thôi. Ông bảo mang guốc cao gót vào, vừa bước vào sàn nó làm xẹp thế này. Thế đi chụp x-ray đấy. X-ray đây. Thế thằng Mỹ nó là bác sĩ nó lại quất cho 300 mà hình trắng đen, không thấy được cái gì. Đấy, rồi về nằm treo giò lên 4 hôm, 400 nữa là 700. Đấy. Còn tôi ăn bận như thế này để đi làm gì á? Ừ. Đi đánh tennis. Hả? Cái gì? Đi đánh... chơi jet ski. Trời ơi, đánh tennis mà bận đồ vậy hả? It's my style. Style cái gì? Hả? Sorry. Mà nghĩ sao mà bận đồ? Trời ơi, ba cái kim sa, kim tuyến đầy người hết trơn ấy. Ồ. Ông chả bảo là đi ra đường ông phải sáng mặt với người ta à? Thế này chưa đủ sáng à? Hả? Ông tưởng tôi mặc cái này sung sướng lắm à? Con người tôi chỉ như con nhái, thế này tôi phải na trên người bao nhiêu là hột, nó nặng bỏ mẹ ơi. Đây là không gồng là nó cong đến đây rồi. Đây là phải dáng ướng lắm nó mới sừng sững như thế này. Tôi hỏi bà. Gì? Bà đi đêm tôi không nói, ban ngày cũng vậy. Bà không lo dọn dẹp nhà cửa gì trơn á, mà bỏ đi cả ngày. Bà đi đâu? Shopping. Ông bảo tôi là phải biết đi shopping, phải biết sắm sửa mới cho bằng chúng bằng bạn. Tiền ông để làm gì? Ông cầy 3-4 job làm gì? Chả phải đâu để ông để cho vợ ông xài à? Thế thì tôi đi shopping, 3 ngày đi shopping, tối đi casino, buồn buồn đi nhảy đầm, thế thôi. Cho là cái đó là cái ý kiến của tôi. Mà lúc đó tôi thấy bà mới qua ha, tôi sợ bà buồn tôi mới nói như vậy thôi. Nhưng mà tôi đâu có ngờ bà thay đổi 360 độ. Ăn muốn... quen nhịn không quen. Đó là tại ông. Tại tôi à? Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là tại ông. Ông bảo tôi thay đổi à? Chứ còn này, gì nữa? Ông nhìn đi. Cái gì? Ông nhìn cái sự thay đổi của tôi đi này. Đây, bằng neo đấy. Bằng ESL này. Bằng lái này.
Con có băng này băng gì đây? Băng đánh bài. Hả? Bài có băng này hả? Cái đấy là cái thẻ của ông. À. Ông đánh từ ngày xưa. Tôi lâu lâu tôi lấy đi xong rồi ai không để thẻ vào tôi để thẻ vào tôi lấy phôi. Thế từ một người vợ hiền lành trở thành một người vợ ăn chơi sa đọa tôi không ngờ. Ô buồn cười nhỉ? Ăn chơi sa đọa à? Ăn chơi sa đọa mà có bằng neo. Ăn chơi sa đọa mà học được tiếng Anh. Ăn chơi sa đọa mà học được bằng lái. Ngày đầu tiên khi tôi bước chân qua đây, tôi tưởng tôi qua tôi sống một cuộc sống hạnh phúc bên chồng tôi. Nhưng tôi không ngờ, tôi không ngờ anh chả đã động gì đến tôi cả. Suốt ngày anh chỉ biết đi làm. Anh làm để anh cung phụng cho tôi à? Anh có hiểu được cảm giác của tôi không? Đâu phải người phụ nữ nào cũng muốn nằm đấy để chờ chồng đem tiền về cho xài đâu. Tôi không thuộc hạng phụ nữ ấy. Xin lỗi ông, nếu ông cảm thấy không được, ly dị. Đơn giản thế thôi. Em bé mỏng. Mỏng gì? Bé mỏng. Không kêu tên cúng cơm nha. Bây giờ Jennifer Lu. Cái gì? Lu hả? Em họ Lữ hả? Ừ. Nhưng mà Lữ làm sao đọc được thì Jennifer Lu. Thôi được rồi, Jennifer Lu. Thôi mà đừng có giận mà. Anh hồ đồ, anh biết lỗi rồi. Bên nay anh mới biết anh có hai cái lầm lận chứ không phải một cái. Cái lầm đầu tiên á là em bắt em chịu đựng. Ở trong nhà em khó chịu, anh không biết. Cái lầm thứ hai á là anh đã hiểu lầm em là một người vợ anh chơi sa đọa. Thôi bữa nay thì anh nhìn những cái thứ trong bóp em thì anh đã hiểu rồi. Thôi đừng có giận anh nha, bỏ qua đi. Anh hứa kể từ hôm nay anh sẽ bỏ bớt làm việc ở nhà lo chăm sóc cho em, có thì giờ để cho hai vợ chồng mình có một cuộc sống hạnh phúc nha. Em chịu không Lú? Tôi không thích gọi bằng Lú. Tôi thích gọi bằng Mỏng ngày xưa cơ. Ok. Nè, từ nay nhá, phải bỏ bớt làm việc đi. Vâng. Ở nhà phải enjoy với vợ chứ. Vâng. Có thế cuộc đời nó mới tươi. Tự dưng xong thả tôi sang đây cứ nhốt như tủ ấy. Này. Thôi sẵn gì? Đây vui quá. Nhờ hai chồng mình nói chuyện nãy giờ sao anh thấy tối bụng quá. Đối bụng à? Ôi thế được rồi. Ngày hôm nay anh nghỉ việc gì? Không đi làm gì? Được rồi, vào trong đấy em làm cook anh ăn. Ê! Cái gì? Em cook cho cook. Anh ăn. Có chuyện đàng hoàng. Trời đất ơi cái đó. Năm trước rồi em ơi. Vâng. Chị Năm hả? Chính nè. À, trời ơi, cái vụ bữa nhờ chị sao rồi? Kiếm giùm cái nhà ngoại cảm thì tới coi giùm cái nhà tôi sao nó bị cái gì như là ám hay sao không có ai lui tới, bạn bè xa lánh. Tình yêu thì cô quạnh đó, nhớ không? À, sao? Trời ơi, sao hứa hoài vậy chị? Ráng giúp giùm tôi đi nha, tôi cần lắm. Có gì gọi tôi nha. À, rồi, cảm ơn. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rỗi cả nùi. Trời ơi, thằng cha Tư đa tình rồi đó, hàng xóm đó mà ngày nào cũng hát cái ba cái nhạc đâm ban của nhà mình nhức đầu đang rối rồi cái hát gì hoài à. Xuân đến mang cho một niềm riêng, đất mẹ máu bình yên. Trời đất ơi, mày hát gì mà hát tầm bậy vậy ha? Hát gì mà hát hoài vậy? Im đi, không hát nữa. Hát nữa đi tớ lỡ ngày kia sống nó càng rồi đã nó mòn từ 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 từ. Trời ơi, hát cái gì kỳ vậy? Mày ngồi mà bước qua đây, bước đây nói chuyện tao nè. Đồ già suy mưng. Chữ ai già suy mưng? Tao có miệng tao hát để người ta. Sao vô duyên vậy? Tôi hát bên nhà tôi, bữa hát nhà ông hả? Trời ơi, tôi đang có chuyện tôi rối não lắm rồi, hiểu cái chưa? Cái chuyện ông có chuyện là chuyện của ông. Hàng xóm láng giềng có ai chơi với ông đâu. Tôi cũng đâu có chơi. Ông có chuyện gì kệ ông. Nè, vô duyên. Có chuyện gì thì không cần biết. Nhưng mà mày hát từ đó, mày mua cái vàng karaoke về mày hát giọng ở đây hả? Không để ai ngủ nghe vậy trơn á. Bởi tao nói mày nhiều chuyện quá. Nếu mày không thích thì đóng cửa lại. Gì? Mày đừng nghe. Mày lấy bông gòm mày nhét lỗ tai lại. Mày đừng nghe. Người ta hát đó là chuyện của người ta. Sao mày lãng xẹt vậy trời. Lãng cái gì? Cái gì mà hát nhạc đàng hoàng á, không nói.
tác ba cái nhạc gì tào lao. Bây giờ nè, nhạc đó mà tào lao. Sao nhạc tào lao? Nhạc đó bao nhiêu năm trời người ta vẫn nghe mà tào lao. Nhưng mà bây giờ xã hội tiến bộ rồi, mày phải hát cập nhật mỗi ngày, mày hát những cái nhạc mới bây giờ, thịnh hành bây giờ, hiểu chưa? Nè, mày lớn tuổi rồi, mày phải hát những cái nhạc cho mình thấy mình trẻ trung lại, hiểu không? Cái tâm hồn mình nó trẻ lại. Hát ba cái nhạc gì buồn thảm gì cũng hát. Tôi không tân tiến nha anh. Anh làm ơn cho tôi vài bài được không? Cái đề tài mày thách tao nha. Ờ. Nhạc bây giờ hát một cái là hiểu liền. Hay. Thấy chưa? Nghe là thuộc liền. Ờ, hát thử coi. Mày nghe bài này nè. Ờ. Tình mình như cái ly bể, tình mình vung vơ thế sao, đập vào tim anh thật đau, đập vào tim em thật đau, đau quá, đau ơi là đau. Áu. Hát hiểu liền. Mày hát gì khó hiểu, suy nghĩ động não, nhức nhuỗn não, hiểu chưa? Cái hiểu hay không á thì về nhạc thì tôi chưa nói, cái động tác của anh là tôi hiểu rồi đó. Gì? Anh đang luyến tiếc lắm đúng không? Luyến tiếc cái gì? Đụng vô mà đâu còn gì. Tào lao ba cái nhạc gì, tình mình như cái ly bể. Tào lao, cái ly đó là quánh vô mặt mày cũng đau nữa chứ đừng nói. Hát vậy mà cũng hát những cái bài hát tình cảm, hát ra người ta nghe trời ơi, hình tượng nó đẹp, thật đẹp. Tình cảm cái gì? À, đây, tình cảm đây, nghe tiếp nha. Có luôn hả? Còn ngắn gọn hơn nữa. Hát đi. À, khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu... Này cập nhật tin tức cũng lẹ thiệt á. Mới về đây mà mới thấy trên mạng đây, giờ nằm đây rồi. Khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh rồi. Trời ơi, nhục nhã vậy mà mày cũng làm được hả? Cái gì nhục? Mày đòi quà lại mà mày nhục nhã mày cũng làm được. Hát vậy mà hát, phải hát như đây nè. À, hát mà tâm hồn nó phải lắng động trở lại. Khi người ta nghe từng câu, từng chữ người ta thấm rồi người ta mới thấy đã. Nói không à, hả? Không có thấy. Đây, nghe. Mời bạn nghe nha. Quê hương dân tộc thôi. Anh đứng bên đây sông chờ trong mù u chưa chín, em đứng bên kia sông chờ trong mù u nó chín chưa. Mù là mù ăn mấy mày. Ê! Ăn chưa chứ tao ăn rồi. Mày hát tao lao hả? Tao mà không chận đúng lúc mày giết, mày giết hết trời đánh nhà hả? Mày ăn cái gì hả? Lộn. Tao lao. Tao lộn. Lộn con khỉ. Ăn gì kệ mẹ tao. Mày vô duyên à. Tao chỉ hát là mày ăn chưa chứ tao ăn rồi. Nhưng mà đó vẫn là âm nhạc. Thấy chưa? Thôi tao không nói vụ âm nhạc nữa. Thôi hả? Nè. Gì? Mày nữa nha. Mày nói mày là bạn tốt, sáng láng giềng tốt phải không? Mày đi ra mày chợ, mày ra rêu ra, mày nói tao là cái gì cái đó, bủng xỉn, sống ích kỷ, hả? Nè, tao chưa nói nha. Cái ngày tất niên của bà nhà mà năm mà tổ chức á, mày lén mày bỏ thuốc sổ vô ly bia của tao. Làm tối 23 đường ông táo thì tao đưa đâu có được. Bắn phổ bông cả đêm luôn. Ủa vậy hả? Chứ còn gì nữa? Ủa hèn gì tao thấy điện nhà mày sáng trưng mà không thấy mày đi qua đi lại mà nghe toàn tiếng pháo không? Mày còn nói nè. Ăn Tết sớm quá vậy con. Trời ơi trời. Cái đó là tại mày. Mày ăn ở sao tao ghét, người ta mới bỏ thuốc sổ vô bia mày. Nè, còn nói nữa, tao mới nói hồi nãy ha. Vậy? Mày á, mày đi mày rêu rao, mày nói tao bụng xỉn lắm hả? Mày bụng xỉn cái gì nữa? Bụng xỉn gì? Con hàng xóm có ai nhờ được mày gì không? À, cái cây rụng cái lá qua nhà. Tao biểu mày chặt cái nhánh cây đi. Mày cũng sợ, mày nói ủa cây của tôi nó xà qua thì chịu khó lụm lá đi. Mày sống vậy mày sống với dế chứ mày sống với ai? Chưa hết nữa nha. Vậy? Mày còn đi rêu ra mà nói tao già, mày vô duyên tới giờ này không có vợ ha. Ha? Ở dơ cho nên không có gái nào theo, có không? Cái đó tao không có nói nha. Trời nói. À, tao chỉ đồn thôi chứ tao không có nói. Tao đồn cho người khác nói. Ôi, hàng xóm mày kia. Không phải, tao không có đồn. Tao không có đồn bằng miệng. Tao viết giấy, tao gửi qua nhà khác. Mày đánh quá ha. Chứ ăn ở không làm gì quẩn mà. Nhưng mà nói nghe nè, cái chuyện đó có chứ không phải là không. Tao sao? Hỏi mày nè. Ở gần xóm mày tao thấy rõ ràng. Cái bộ đồ mày mặc tuần lễ mày không giặt. Bảy ngày mày mặc có một màu một. Mày mặc sặc sỡ quá, tao để ý tao thấy liền. Thấy không? Ước mơ của mày
là tao biết rồi. Mày ước mơ thành con cú đúng không? Tào lao. Ước mơ là mình thấy thành con công, con phụng mới đẹp. Tôi nhớ ước mơ làm con cú. Thì đó, ước mơ ở giờ mới thành con cú đó. Tao không có giỡn với mày, tao ở giờ nào? Giỡn gì? Hả? Đó, vậy với mày mua xà bông về làm gì? Mỗi lần giặt đồ thì mày nói là... Thao xà bông. Đó, đó thấy không? Còn bụng xỉn hay không? Chuyện này mày biết nè, bạn gái tới nhà. Đó, mày mời nước, mày sợ là hao nước. Hao nước. Ở đó, đúng không? À. Thì bụng xỉn là đúng rồi. Chưa đâu, bà con còn đồn ghê lắm. Đồn gì? Bà con còn đồn mày hả? Không có vợ tại vì mày là bán xà bông. Bán xà bông là gì? Là bóng xà ban đó. Nè, mày giải thích cho rõ ràng nha mày. Bóng xà ban là sao? Mày bóng xà ban là mày BD đó. Sao cái mặt mày cũng không hiểu hả? Chưa hiểu lắm. BD đó, tiếng Tàu người ta kêu là nã duyền, tiếng Thái người ta gọi là cà thơi, tiếng Anh người ta kêu là gay. Đó, ở ngoài Bắc gọi là đồng cô, đó, ngoài trong Nam gọi là bóng, đó, mà tiếng Trung gọi là lẹo cái. Đó. Thôi, đứng nói sao chuyện. Lẹo cái nào mày? Mày không lẹo cái sao mày không có vợ? Mày đừng có nói tao ha. Sao? Mày nhìn lại mày đi. Giờ này mày cũng đâu có ai đâu ha. Mày đặt. Xin lỗi mày, tao không có vợ là tại tao sống theo di chúc của má ta, theo lời dặn của mẹ ta. Dặn gì? Trời, mẹ ta dặn trước khi chết, mẹ ta nói rồi: con ơi, không có mẹ bên cạnh, con đang tuổi lớn, nhớ giữ trinh tiết. Thì gớm. Vậy là tao ở vậy luôn. Chưa có bà mẹ nào mà nói con mình phải ở giá cho mày, đừng có tào lao mày ơi. Nói mày nói cũng phải. Đó sao mà tự nhiên tao cảm thấy nó lạ lạ. Rồi trước khi ba tao qua đời, tao cũng hỏi ba tao. Nó hồi đó lúc đó có ba ngồi bên cạnh mà sao mẹ dặn con kỳ cục tới giờ này con không dám lấy vợ. Ông nói dặn cái gì? Nói là con nhớ giữ trinh tiết. Ông nói đúng rồi, mới chữ tới chữ giữ trinh tiết là mày chạy mất tiêu rồi, còn ba chữ sau nữa là vài năm thôi. À, thiếu có ba chữ thôi mà ở giá tới giờ. Đó cho mày ha, nhưng mà tao nói mày nghe, bây giờ cũng đâu có muộn gì đâu, hiểu chưa? Mày vẫn tiếp tục kiếm lập gia đình được mà. Ôi, mày cùng tuổi với tao mà, hai đứa mình biết rồi, giờ nó quéo cò mẹ hết rồi, lấy về chi nữa. Còn lâu mày quéo tao, không quéo mày. Chưa chắc hả mày. Thôi, nói chuyện mày mệt, tao về tao chuẩn bị gói bánh tét mai cũng. Đồ cái thứ, nhìn là biết ế chảy nước rồi. YouTube ha, YouTube. Thu cái gì mày? Nhiều chuyện ở cạnh nhà hàng xóm nhức đầu. Alo. Hả? Chị Năm ơi, sao rồi chị Năm? Cái gì? Có rồi hả? Hay quá. Chị Năm tới. Chút xíu đó hả? Dạ. Cảm ơn. Khổ lắm. Từ hồi mẹ còn á, thì hàng xóm lui tới thường xuyên thăm viếng. Từ hồi bà mất á, tự nhiên biến hết trơn, không còn ai hết trơn. Cũng tại mình nữa. Chắc là do kinh tế nó xuống, làm ăn không được, cho nên là bạn bè từ từ nó xa lánh. Mà phải chi mình đâu, có nhiều người ta làm ăn được lắm chứ. Bà Ngọc Quan bán hột xoàn nè, lần bán cái bụng vậy đó, người ta tới thấy hột chút xíu à, nó trầm trồ khen ngợi trả giá cả mấy chục ngàn, trong khi hột tôi mới lớn nha. Không, nhìn cái chê nó sượng hột mít. Khổ lắm, bây giờ cái kiểu này chắc sang năm là phải mới là phải đổi buôn bán hột é thôi, chứ hột mít buôn bán kiểu này có ngày dân chúng là than phiền chết luôn à. Ăn mít mà đâu có tốt. Kẹt. Hello. Ủa? Chào con. Nghe đồn ở đây đang cần người phong thủy. Ta được sự giới thiệu của bà Năm Trang đây để xem đây. Wow. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Con chào thầy. Xin lỗi anh, tôi không dạy anh một ngày nào. Ông bà ta có câu: một chữ cũng thầy, hai chữ cũng thầy. Tôi chưa dạy anh chữ nào thầy mẹ gì. Dạ. Con chào cô. Mắt mày mù à? Cô thì ít nhất nó phải có ít hoa trên người chứ. Người ta gọi là nhũ hoa, mày hiểu không?
từ trên xuống dưới như cái sân bay thế này thì cô làm sao? À, như vậy thì con xin chào ấy à. Xin lỗi anh, tôi được sinh ra từ một gia đình, từ một gia tộc, từ một ngôi nhà có cha sinh mẹ đẻ. Thế người ấy thì phải có tên, có tuổi, tại sao lại gọi là ấy? Ấy là khi nào người ta đau bụng, người ta đi vào trong chỗ kín đáo, người ta gọi là đi ấy. Thế không nhé, mỗi lần người ta vào đấy, người ta lại gọi tên tôi à? Ờ vậy thưa, con phải xưng hô sao cho nó đúng đây? Cứ gọi là cậu đi. Dạ, con chào cậu. Cậu chào con. Dạ, cậu thế ơi. Con đã chuẩn bị hết chưa và cần xem những gì? Dạ, nhà con lúc này sao ít người lui tới, tình duyên thì cô đơn hiu quạnh quá. Nhờ thầy coi giùm coi nhà con có bị ái ám không vậy? Không những nhà anh bị ám mà cả anh cũng bị ám nữa đấy. Để thầy xem hết cho. Chuẩn bị đồ lễ hết chưa? Đồ dạ. Cúng đâu? Dạ, cô chuẩn bị xong chưa rồi. Mang ra đây. Dạ vâng. Đây, lễ vật cúng đầy đủ hoành tráng. Coming up. Đầy đủ hoành tráng là tốt rồi. Dạ. Mở ra đi cho ta làm pháp sự. Thôi mày ăn nó hết đi. Mẹ tin sư mày, mày cúng thánh thần, mày cúng một quả chuối này á. Mày bốn chín nó cũng vừa phải thôi chứ. Cậu ơi, cúng nguyên nãy nó chín cùng một lúc ăn sao hết. Cúng cái nào ăn cái đó thôi. Thế à. Mà người ta không đồn là lạ đấy. Thế mày còn hương đâu? Dạ đây, đầy đủ. Có mỗi một cây thế à? Dạ vâng, đốt nhiều quá khói bị dị ứng. Rồi. Này. Dạ. Thôi mày tự thắp đi, mẹ tao thắp tao nhục lắm. Từ xưa giờ thắp toàn 3 cây. Hôm nay gặp thằng này thì thôi 1 cây. Dạ. Thế hôm nay mày khấn đi để thầy kêu người về thử xem nào. Dạ. Oh no. Cái gì đâu? Hả? Về đông lắm, mày khấn sao mà về đông lắm? Hay quá. Về chật hết cả sân mà đi hết rồi. Ủa sao vậy? Nó bảo vào đây ăn một quả chuối thì có chó gì mà ăn, đi hết rồi. Bây giờ sao cậu? Thế thôi, thần thánh là không về rồi đấy, mày kỳ khấn dòng họ mày đi. Dòng họ mày đôi khi người ta thương thương nể nể mày còn có người về, chứ thần thánh là sợ mày chạy mặt hết rồi. Dạ. Oh yeah. Ghê vậy thầy. Sao có oh yeah trong này nữa? Có một vong nữ sắp về. Mà tao ép quá. Tao phải ép mới chịu vào, nhất định không vào. Kinh chưa? Mày ăn ở thế nào mà nữ còn phải chạy? Dạ ép được không? Oh yeah. Come on baby, oh yeah. Sao cậu? Có vào không? Vô rồi. Dạ ai đây? Mẹ mày. Cái gì vậy? Vậy cậu chữa con. Ồ, mẹ con đây nè con. Mẹ là mẹ của con. Phải không? Con khỏe không? Con thấy giọng lạ lạ vậy? Mẹ mày mà mày không nhận ra hả thằng mất dạy? Hả? Tao giả gãi răng với mày hả? Mày nói chuyện mẹ mày hả hả mày? À, sao con hả với mẹ vậy con? Sao nhìn thấy lạ lạ? Thôi được. Mẹ, tại vì mẹ mượn xác của cậu này mẹ vô thôi nên con không nhận ra mẹ. Nhưng khi mẹ nói chắc chắn con sẽ nhận ra mẹ. Bởi chuyện này chỉ có mẹ và con biết thôi. Dạ chuyện gì? Con hay cúng chuối xanh cho mẹ ăn hàng tháng đúng không? Wow. Dạ đúng vậy. Ừ, bà nội cha mày tại sao chuối chín mày không cúng? Mày cúng chuối xanh, mỗi lần mày cúng chuối xanh là tao phải chạy sáng nhà sáng cửa. Ủa sao vậy mẹ?
chạy phải đi kiếm bánh tráng, thịt heo, rau sống, chấm mắm nêm. Chứ chuối xanh ăn giọng con mày á gì được mày. Tội nghiệp quá. Mà con thấy đó, người ta đốt là đốt nhà, đốt cửa, đốt vàng, đốt tiền, chứ đâu có ai đốt mắm nêm, rau sống đâu. Mùa cái đó dưới đó căng lắm con ơi. Còn thiệt. Chưa hết đâu. Khổ, thiệt là khổ. Còn cái gì nữa? Con nữa. Dạ. Yeah. Mẹ nói cho con nghe, sở dĩ nhà này không có ai lui tới là tại cái tính bụng xỉn và sống tự kỷ của con. Mày sống hàng xóm không ai ưa thì ai tới với mày. Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Con không biết người ta, người ta đâu cần biết tới con, hiểu không? Ông bà mình có câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Tại sao có một người đẹp trai như thằng Tư bên kia tính tình hiền hậu, sao mày không chơi với nó? Thằng Tư là Tư cà chớn chứ không có đàng hoàng đâu. Cà chớn quýnh chết mẹ mày chứ cà chớn. Mẹ nghe mẹ tức quá, mẹ muốn đánh con luôn à. Mẹ nói mà con dám cãi lại mẹ, nó dễ thương lắm đó. Nó hát khùng khùng vậy chứ dễ thương lắm đó con. Dễ thương chỗ nào? Phan Phan. Alo. À, Tư Tình nè. Lấy bánh tét hả? Tối nay vớt đem qua cho. Trăm đoàn phải không? Rồi. Mới 29 mà lo gì? Ngày mới còn 30, chưa 30 cúng được rồi. Mẹ nè con. Mẹ cái đầu mày thằng Tư. Tao thấy mày gãi tao nghi rồi. Mày chuyên bơm gãi chỗ này. Đúng không? Mày nghĩ sao vậy? Mày giả, mày đeo kiếm, mày đổ tóc giả, mày ăn mặc không giống ai, mày vô, mày chửi tao, ha? Bạn bè gì kiểu kỳ cục vậy, ha? Qua tao chửi mày là đúng rồi. Chửi gì? Không thôi để mày tốn tiền, mà mày còn mang nhục nữa. Nhục gì? Tự nhiên mày kêu thầy phong thủy về chơi, hả? Mày kêu thầy phong thủy về á, mấy ông mà gặp mấy ông đàng hoàng không nói gì, gặp cái thứ lường gạt là mày tốn tiền, thấy chưa? Còn mày qua, tại sao tao sợ mày nhục? Sợ mày nhục là chưa có ai cúng mà như khốn nạn như mày. Mày coi mày cúng à, nửa cây nhang, cây đàn cày. Ủa, nửa cây đàn cày, cây nhang, trái chuối. Mày cúng ai ăn? Thứ gì? Chuyện của tao mày, không cần mày xía vô. Tao qua tao mới nói với mày á. Tao giả mẹ mày để tao nói chuyện đó với mày á. Không có ai ám mày hết trơn á. Mày tự ám mày thôi. Có người mày không biết à, mày không biết giao du với mọi người thì ai dám giao du với mày. Cuộc đời mày á, sẽ chết trong cô độc. Thứ mày vậy, thiệt. Kệ tao. Bạn bè, ở kế bên xóm. Mày đau bụng, mày bắn pháo bông cả đêm. Mày cũng không dám kêu ai. Mày tiết kiệm, mày cũng đâu có mua thuốc đâu. Tao thấy tội nghiệp, tao đem bịch thuốc. Bữa đó mày có uống bịch thuốc trên bàn không? Có. Bà nội mày của tao đưa đó. Tao nói cho mày nghe, không phải tao bỏ thuốc sổ vô bia cho mày uống đâu. Bữa đó là ăn tất niên ở nhà bà Năm ha? Rồi bữa đó bà nấu chè làm sao á, rồi ăn cả xóm bị hết. Tao cũng bị mà. Nhưng tao bắn hết hơn mày. Còn mày thì lúc nào cũng rình rạp tao hết trơn á. Rình rạp gì? Mày nói đúng mà. Mày ra chợ mày nói tao á. Cái đặc điểm tao là gì mày nhớ không vậy? Ủa thì cái đó đâu cần người trong nhà mới biết. Tại mày cứ tiết kiệm. Mày sợ tắm ở trong nhà mày tốn đèn, tốn điện. Mày ra hàng rào mày tắm hoài tao thấy thôi. Tao thấy tao mới phe người ta thôi. Mày phe gì? Đâu có, phe nhẹ nhẹ thôi à. Phe gì? Cho nó từ xưa giờ một cốc nó biết nổi ghê. Nó nổi trên cái núi đằng sau khe nước của mày. Ở đâu? Ở trên cái mông mày đó. Mày im ra mày. Tao cấm mày đi nói rêu rao. Thôi đơn giản này thôi nha. Mày có chơi với tao không chơi gì cũng vậy. Tao chỉ nói mày một cái điều là tao đuổi ông thầy gì của mày về rồi. Thằng cha đó lường gạt hết cả cái xóm này rồi. Tao qua tao giúp mày thôi. Còn tin hay không là chuyện của mày. Chơi với hàng xóm hay không đó là chuyện của mày. Sau này mà cô độc kệ mày à mày ha. Tao đi về. Đứng đây. Mày làm gì? Mày ngon quýnh đi. Ngon quýnh đi, tết nhất chơi luôn rồi mày. Mày cho không? Tao nói mày hai câu thôi. Nói đi. Tha lỗi cho em đi anh Tơ. Cho ôm mấy coi. Trời ơi, con bán xà bông. Mày bóng thiệt rồi đó. Giỡn chơi thôi à. Mày đừng nói cái gu của mày là tao nha. Tao chết liền nữa. Không, tao nói thiệt, tao khuyên mày câu vậy thôi nha. Thôi cảm ơn bà nha. Bà con láng giềng á phải sống đàng hoàng. Rồi. Anh ta thương. Hiểu rồi, nhờ anh nói bữa nay tôi mới sáng mắt ra. Mấy gà của mày tao nhốt ở nhà tao á. Chứ còn gì nữa? Đúng rồi, mày không có đóng chuồng, đóng gì hết, mày để ở ngoài, tết nhất mấy đứa đi ăn cắp á. Hèn gì, tôi tưởng là bị ăn trộm rồi đó chứ. Tào lao.
ở bên cạnh mày, mặc dù tao không làm gì cho mày nhưng mà tao lo mấy cái việc lặt vặt thì được rồi. Thôi nha. Vậy là tao vui rồi đó, bữa nay tự nhiên tao vui vẻ sợ tao muốn hát xăng xăng ai xăng đá về. Thôi vậy đi, hát hoài. Bây giờ Tết, bây giờ chúc bà con cô bác một câu đây. Chúc à? Ừ. Bây giờ tất cảnh sinh tình nói luôn phải không? Nói luôn. Coi như là xuất khẩu thành thơ. Chúc bà con hàng xóm đi. Mừng xuân Giáp Ngọ, kính chúc trăm họ mọi việc an khang, sung sướng giàu sang, tiền vô chi nước, sức khỏe dồi dào, công toại thành danh. Chúc mày mừng. Đọc tào lao, mày phải theo thơ của tao mới đúng. Mày ví dụ đi. Tiền vô như nước, già thì hưởng phước, trẻ đẹp long lanh, công thoại danh thành. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Vậy này, hát tầm mấy tầm ba thì me chua lè vậy ta là. Happy New Year. Happy New Year. Trời ơi, chúc mừng mày, năm nay là năm của mày đó. Làm gì vậy? Mày già mà mày ngựa quá.